đứng ở dưới mà chỉ thấy ngước cổ thật là cao lên thì mới thấy được cái đỉnh của nó. Cuối cùng thì mình cũng đến đi theo được các anh đến đỉnh núi, được tên là đỉnh Ông Sơn. Trời đã bắt đầu đổ mưa vì quá lâu nên là đã mục nát hết rồi. Đông đang chẻ cái sợi dây mây ra làm hai để có thể cột. Hơn 6 ngày chúng tôi sẽ ở khu láng này nên công tác làm láng được làm thật cẩn thận và chắc chắn. Bếp đã bắt đầu nổi lửa và bây giờ là buổi tối ở trong rừng.